Tết rồi thì mình cũng muốn là gia đình xung vầy chụp với nhau vài tấm hình Tết. Chào quý vị và các bạn, xuân đã đến rồi. Chuyện của Thùy rất là vui khi mà được chia sẻ với các bạn những cái không khí đầu tiên của năm mới. Ở đây là cái khu vườn hoa của trung tâm Phú Mỹ Hưng. Năm nào thì Thùy cũng sang đây để mà ngắm cảnh, bởi vì cái không gian ở bên này nó không có xô bồ như ở khu trung tâm. Và đặc biệt là ở đây thì nó có rất là nhiều những cái quang cảnh, những cái không gian nó mang, nó gợi lại cái hình ảnh làng quê Việt Nam rất là đặc biệt. Năm nay thì ở khu này có hẳn một vườn hoa hướng dương rất là rộng lớn. Và cái vườn hoa hướng dương này nó đem đến cho chúng ta một cái sắc thái mới, một cái niềm tin vào tương lai tươi sáng. Và mình cũng chúc cho các quý vị khán giả của Chuyện của Thùy một năm mới thật là nhiều sức khỏe và làm cái gì cũng được như ý mình hết. Ở đây thì có rất là nhiều điểm vui chơi, có rất là nhiều cái điểm mà các bạn có thể đến cả ngày để mà các bạn ngắm cảnh, các bạn chụp hình, đón một năm mới tươi sáng. Nhưng có một chỗ mà mình nghĩ rằng là các bạn nên đến đó một tí, bởi vì là cái ở đó có một cái cây rất là lớn và cây đó mọi người đang gửi gắm cái niềm ước mơ của mình vào cái sự may mắn của năm mới. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng Thùy đi đến đó nha. Chào các bạn, trên con đường mà mình đi đến cái cây ước nguyện đó thì tụi mình đã đi qua một cái con đường rất là đặc biệt. Đấy, các bạn nhìn thấy con đường này. Và trên mấy cái cầu này nó có mấy cái câu rất là lạ mình mới vừa đọc được. Ví dụ như ở đây là lấm bẩn chồng mãn cầu thì con đi du học đứng đầu. Bên này thì là lấm bẩn chồng sung thì chu du khắp các vùng. Lấm bẩn chồng đu đủ thì nhà luôn đông đủ chẳng hạn, ví dụ thế. Thì cảm giác rất là vui, cảm giác như là khi mà bạn đi trên cái con đường này nó không chỉ đem đến là cái khung cảnh đẹp mà nó còn đem đến cho các bạn một cái tâm trạng rất là vui thích, cảm thấy là hân hoan trong những cái ngày đầu năm mới. Và dọc cái con đường mà tụi mình đi lên trên cái cây ước nguyện thì tụi mình còn gặp một cái gia đình. Ở đây thì có rất là nhiều những cái nhóm bạn trẻ, những gia đình đến đây để chụp hình, để quay phim, để ghi lại cái dấu ấn khoảnh khắc của mình trong năm mới. Thì tụi mình cũng đã gặp những cái gia đình như thế. Hiện giờ mình đang sống ở quận 4. Sống quận 4 xong chạy sang quận 7. Đúng rồi, nhà ngoại thì ở quận 7 cho nên gần đây, nên là năm nào thì cũng ghé vào đây để chụp hình bên đây. Chứ đường hơi bên quận nhất thì hơi đông quá. Đúng rồi, đông đó, cho nên là khó chụp. Đó, bên đây thì thấy nó thoải mái hơn, rồi mình chụp xong rồi cái mình vào trong Resimo nó mình chơi luôn, ăn uống cho nó khỏe. Nếu mà năm nào cũng đến đây thì chị thấy là cái không gian ở đây và cái cách bài trí ở đây nó khác như thế nào so với trung tâm quận 1? Thật ra thì ở ngoài trung tâm thì là cũng rất đẹp, nhưng mà vấn đề là mình thích ở đây là nó thoáng, nó có bờ sông, rồi tiện làm khi mà mình chụp xong thì mình lại vào trong siêu thị nghỉ ngơi ăn uống rồi trong đó. Còn ở trung tâm quận 1 thì hai bên đó, nó coi như khách sạn cao, chụp xong mà đường thì lại cái độ ngắn nó cũng ngắn hơn ở đây nữa, cho nên nó không quá thoáng bằng ở đây. Mà với lại trong trung tâm thì người ta tập trung nhiều quá. Dạ, chị ước vọng gì cho năm mới Canh Tí? Thì là cũng mong muốn là gia đình là mạnh khỏe, thì ba mẹ chị các con đồ cũng là mạnh khỏe hết, với lại làm ăn phát tài đó thôi. Night Out by Liquid. Finally by Lux Beats.
đến chắc phải cả ngàn cái lời ước nguyện của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đặt lên trên cái cây này. Cái cây này thì ban tổ chức gọi là cây may mắn. Tuy nhiên rằng là mình thấy rằng là rất nhiều những cái lời chúc mùa xuân, mong ước là Tết năm sau thì sẽ được về quê chơi thật là lâu. Trời ơi, những cái lời ước mà nó đem đến một cái mong muốn bình dị, nhưng mà nó lại thể hiện một cái sự ấm áp sum vầy cho mùa xuân mới. Ở đây thì có rất là nhiều những cái ước mong mà để sang năm mới học giỏi hơn, rồi có thể đi nước ngoài, đi du học, các cái lời ước nguyện cao xa, thì mình lại chạm phải ngay một cái lời ước mà mình thực sự là mình đọc xong là mình cảm thấy là rơi nước mắt luôn. Nhưng mà chắc có lẽ là trong mùa xuân mới thì ai cũng mong muốn được sum vầy cùng với gia đình, cùng với tất cả mọi người thân yêu trong gia đình của mình. Vì vậy, Chuyện của Thùy cũng xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn có một mùa xuân mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc, và đặc biệt là luôn luôn được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình của mình. Xin chúc mừng năm mới. Quay sao vậy? Rồi. Dạ.